Chào bạn, rất nhiều bạn khi lập trình Flutter thì gặp cái lỗi là no directionality with get file. Ở đây các bạn tạo một cái app rất đơn giản gồm có câu lệnh run app thì gọi cái class my app là state with get. Trong đấy thì có cái return về một cái center, trong center thì có một cái dòng text hello world. Style này thì nó trang trí thôi. Và các bạn chạy thì báo một cái lỗi là no directionally with get file. Nghĩa là gì? Thì cái lỗi này các bạn sẽ không gặp nếu như các bạn dùng những cái with get như là material app. Đấy, thì trong đấy nó đã có cái thuộc tính này rồi. Thuộc tính quy ước directionary là nói cho các cái text ấy. Text thì chúng ta có hai cái kiểu ngôn ngữ của Việt Nam rồi tiếng Anh, tiếng Pháp thì viết từ trái qua phải như các bạn đang nhìn trên màn hình. Nhưng mà rất nhiều quốc gia ví dụ như là Trung Quốc, các cái nước như là Israel thì họ lại viết từ phải qua trái. Vậy lúc đó ta phải quy ước rõ là cái text này được trình bày theo kiểu là trái qua phải hay phải qua trái. Thì có hai cách để sửa. Cách thứ nhất là các bạn sẽ phải cung cấp cho cái thằng text này cái thuộc tính đó là text direction. Đây bây giờ các bạn thêm một cái đây các bạn text direction và đây nó gợi ý luôn này, từ trái qua phải. Tôi sẽ bấm ở đây, tôi dùng copilot, GitHub copilot này nó có cái dòng gợi ý màu xám này. Tôi bấm dấu tab một cái là nó gợi ý nó hiện luôn. Tôi bấm Ctrl S thì các bạn sẽ xem ở trong cái thằng này nó sẽ load lại đã thành công hello world. Bây giờ tôi sửa nó thành là right to left thì sao? Đấy, Ctrl S. Không hiểu sao gần đây cái của tôi nó bị lỗi. Đây, hello world vẫn thế nhưng mà cái dấu chấm của ta đã được viết cuối câu hello world. Dấu dấu chấm than nó đọc là hello world và chấm than ở bên dưới này rồi. Chúng ta thường là left to right đúng không? Đấy là cái cách sửa thứ nhất cận cung cấp. Nhưng như thế có cái nhược điểm là bây giờ chẳng hạn trong đây là một cái column, một cái cột đúng không? Cái cột có nhiều thằng text mà mỗi thằng text các bạn cứ lặp đi lặp lại cái thằng này thì nó hơi dở. Vậy lúc đó chúng ta có cách xử lý thứ hai. Đó, chúng ta sẽ bao thằng center này ở trong một cái widget. Đó là widget directionality. Đây, directionality. Thằng này nó bắt buộc phải có cái require này. Hai cái require đó là widget chill và widget take direction. Đây tôi đã nó có gợi ý sẵn này, tôi bấm tab thôi. Đây báo lỗi. Bấm hình cái này gợi ý. Vậy thì ta sẽ bấm control với dấu chấm và add constant control s. Đấy, đã thành công. Ngoài cái widget text directionality này thì chúng ta có thể dùng những cái thằng widget khác như là material app. Đấy. Material app thì như thằng scaffold thứ nào đã có sẵn cái này rồi, còn những chúng ta không dùng material. Ví dụ các bạn muốn tạo một cái game chẳng hạn, game thì chúng ta cần gì cái thanh app bar phía trên này, mỗi cái màn hình thôi, màn hình splash screen ấy chẳng hạn. Vậy lúc đó chúng ta sẽ dùng cái thằng text direction này. Thế thôi, video rất ngắn này, hy vọng các bạn giúp ích được cho các bạn. Chào các bạn.